Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Nga được cho là đã bắt đầu sử dụng tên lửa diệt hạm siêu thanh 3M44 Progress hoán cải thành vũ khí đối đất để tấn công mục tiêu ở Ukraine. Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội hôm 18 tháng 1 cho thấy xác tên lửa được nhận định là mẫu 3M44 Progress của Nga rơi xuống Ukraine nhưng không rõ thời gian và địa điểm nó được tìm thấy. Một số tài khoản ủng hộ quân đội Ukraine nói rằng tên lửa bị phòng không bắn hạ trên đường tới mục tiêu. Trong ảnh, tên lửa bị vỡ nát do va đập với mặt đất ở tốc độ cao, nhưng vẫn có thể nhận ra những đặc điểm riêng của 3M44 Progress như phần thân thuôn dài giống điếu xì gà, cửa hút gió động cơ nằm dưới thân và cánh nâng có độ vát lớn. Đây là lần đầu tiên tên lửa 3M44 Progress được Nga sử dụng kể từ khi phát động chiến dịch tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Tên lửa 3M44 có chiều dài 10,2m, đường kính thân gần 1m, khối lượng phóng khoảng 4,2 tấn, phần cánh nâng có sải cánh 2,6m và gấp gọn trong ống phóng. Quả đạn được lắp hai tầng đẩy sơ tốc dùng nhiên liệu rắn, giúp đẩy tên lửa khỏi ống phóng và đạt tốc độ đủ cao để kích hoạt động cơ tuabin bin phản lực. 3M44 có tầm bắn 450km, độ cao hành trình tối đa 7km và tốc độ 1.800-2.200km một giờ. Nếu phóng theo loạt nhiều quả, một tên lửa sẽ bay cao để dùng radar phát hiện mục tiêu và chia sẻ dữ liệu cho các quả đạn bay thấp hơn. Trong giai đoạn lao đến đích, tên lửa sẽ hạ độ cao xuống 25 đến 100m để tránh radar phòng không, hạn chế thời gian phản ứng và khả năng đánh chặn của đối phương. Mỗi quả đạn được trang bị đầu đạn nổ mạnh nặng 560kg hoặc đầu đạn hạt nhân hàng chục kiloton, đủ sức phá hủy nhiều loại chiến hạm kể cả tàu sân bay và tàu đổ bộ hạng nặng nếu đánh trúng đích. Động năng lớn và lượng nhiên liệu dư thừa sau chuyến bay cũng có thể gây thiệt hại nặng tại khu vực mục tiêu. Chưa rõ tên lửa đã khai hỏa từ xe chở đạn kiêm bệ phóng TL hay tổ hợp Utios cố định nằm tại khu vực Balaclava trên bán đảo Crimea. Giới chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng sự xuất hiện của tên lửa 3M44 Progress trong xung đột là dấu hiệu cho thấy Nga đang tiếp tục hoán cải nhiều loại tên lửa có sẵn trong biên chế thành vũ khí đối đất nhằm bù đắp tình trạng thiếu hụt về tên lửa tấn công mặt đất chuyên biệt. Việc liên tục hoán cải vũ khí cho thấy Nga đã chuẩn bị kỹ cho cuộc xung đột với Ukraine. Đây là một trong nhiều yếu tố khiến giới chuyên gia nhận ra rằng Ukraine rất khó thắng Nga. Ngoài ra, điều kiện thời tiết mùa đông ảnh hưởng đến cả Nga và Ukraine vì hai bên đều sử dụng các loại UAV dân sự và giá rẻ, nhưng nó ảnh hưởng đến Ukraine nhiều hơn vì Kiev phụ thuộc vào các thiết bị giá rẻ nhiều hơn Moscow. UAV được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine nhiều hơn bất kỳ cuộc xung đột nào khác trong lịch sử, và cả Moscow cũng như Kiev đều đang nỗ lực phát triển kho vũ khí của mình nhiều nhất có thể. Bên nào có tiềm lực và lợi thế về công nghệ hơn, bên đó sẽ nắm phần thắng. Nhiệt độ đóng băng trong mùa đông sẽ làm thay đổi cuộc chiến UAV. Trong điều kiện thời tiết như vậy, thời gian hoạt động giảm đi do pin cạn kiệt nhanh hơn và camera bị mờ khiến UAV trở nên kém hiệu quả hơn. Vitaly Kryukov, chỉ huy đơn vị UAV chiến thuật Adam của Ukraine cho hay việc chiến đấu bằng UAV vào mùa đông có nhiều hạn chế. Thách thức lớn nhất là thời tiết, Crew nói, một phần là do nhiệt độ ảnh hưởng đến pin. James Patton Dorgers, giám đốc điều hành Viện Chính sách Công nghệ Cornell Brooks và là chuyên gia về tác chiến UAV nói rằng thời lượng pin giảm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả chiến đấu của UAV vì nó làm giảm thời gian trinh sát, theo dõi đối phương. Điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến cả Nga và Ukraine vì hai bên đều sử dụng các loại UAV dân sự và giá rẻ, nhưng nó ảnh hưởng đến Ukraine nhiều hơn vì Kiev phụ thuộc nhiều vào các thiết bị giá rẻ nhiều hơn so với Moscow. Chưa rõ Ukraine sẽ cải tiến UAV như thế nào cho tác chiến mùa đông, nhưng nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này, ít nhất là từ sau mùa đông đầu tiên kể từ khi phát động kế hoạch quân sự đặc biệt. Phát biểu với Sputnik thời điểm đó, ông Bagdad Sarian cho hay thời tiết mùa đông có thể ảnh hưởng đến đặc tính và khả năng kỹ thuật của UAV. Nhiệt độ thấp và bị băng tuyết bao phủ là hai thách thức chính mà những người vận hành UAV gặp phải trong mùa đông. Thời gian hoạt động các loại UAV chạy bằng pin đều giảm đáng kể. Mưa và tuyết đều ảnh hưởng đến phạm vi của các kênh liên lạc chất lượng truyền sóng vô tuyến theo đó cũng sẽ kém đi. Dù vậy, cũng giống như tất cả các thiết bị quân sự khác, UAV của Nga đã được thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi đưa vào sử dụng. Trong quá trình thử nghiệm, các đặc tính của thiết bị đã được tinh chỉnh và một số cải tiến được thực hiện để đảm bảo chúng có thể hoạt động bình thường trong những tháng mùa đông. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói rằng khả năng Nga đạt được mục tiêu là ảo tưởng Ông nhấn mạnh Ukraine cần phải giành lợi thế trên tiền tuyến và đập tan ảo tưởng của Nga về khả năng đạt được mục tiêu trong chiến dịch. Trong vòng 24 giờ qua, đã có hơn 100 cuộc giao tranh dữ dội trên tiền tuyến. Điểm nóng vẫn là các khu vực xung quanh thành phố Adipka. Điều quan trọng nhất hiện tại là sự kiên cường của chúng ta. Nga không nên ảo tưởng rằng họ sẽ đạt được bất cứ mục tiêu nào, ông Zelensky nói. Nguồn tin của lực lượng phòng vệ Estonia cho biết lực lượng Nga đang không thể thực hiện các cuộc tiến công trên quy mô lớn tại tiền tuyến. Tuy vậy, Moscow đang đạt được một số thành công ở phía nam Marinka nhằm cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine tới Avdivka. Bên cạnh đó, không quân Ukraine nhận định khả năng phòng không của Nga đang suy yếu. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat nói rằng Nga có thể triển khai đầy đủ tổ hợp phòng không ở tiền tuyến và Crimea, nhưng các khu vực bên trong lãnh thổ Nga thì không được như vậy. Các UAV của Ukraine đã bay tới Moscow Saint Petersburg và kho dầu ở các thành phố khác. Đây là một tín hiệu tích cực với Ukraine. Đánh giá này được đưa ra sau khi UAV của nước này thành công tập kích các kho dầu ở tỉnh Bryansky và thành phố Saint Petersburg vào ngày 18-19 tháng 1. Các kho dầu ở Bryansky cách lãnh thổ Ukraine khoảng 80 km, trong khi Saint Petersburg cách Ukraine tới 1.000 km. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận nào về phát ngôn của ông Inat. Các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine trong những ngày gần đây cho thấy Nga đã bổ sung kho dự trữ tên lửa và thông tin tình báo tiết lộ nước này đang nhắm tới một loạt mục tiêu quan trọng mới. Các cuộc không kích liên tục của Nga đã đặt ra câu hỏi về hiệu quả các lệnh trừng phạt phương Tây nhắm vào nước này với mục đích làm suy yếu các chiến dịch quân sự cũng như hạn chế mức độ sản xuất vũ khí của Moscow. Hiện chưa rõ Nga có thể duy trì các cuộc tấn công như vậy trong bao lâu, vốn một lần nữa đang đốt cháy kho dự trữ của họ. Trong một vài ngày qua, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn vào Ukraine. Cuộc tấn công ngày 29 tháng 12 được các quan chức Ukraine miêu tả là cuộc không kích nghiêm trọng nhất kể từ khi xung đột nổ ra với 159 tên lửa và UAV. Ngày mùng 2 tháng 1, Nga tiến hành cuộc tấn công với hơn 130 tên lửa, 10 tên lửa trong số đó là Kinza cùng với các UAV. Ukraine cho biết họ có thể bắn hạ đa số mối đe dọa đang lao tới, bao gồm cả tên lửa Kinza bằng cách sử dụng các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp, chẳng hạn như Patriot. Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo, từ 29 tháng 12, Nga đã phóng tổng cộng 500 tên lửa và UAV vào nước này. Số lượng vũ khí được sử dụng phù hợp với cảnh báo từ các quan chức Ukraine rằng Nga đã tích lũy vũ khí cho các cuộc tấn công trên không lớn hơn và đặt ra câu hỏi về cả kho dự trữ lẫn khả năng sản xuất của nước này. Cuộc tấn công ngày 29 tháng 12 dường như là đỉnh điểm của nhiều tháng thử nghiệm của Nga với nhiều loại máy bay không người lái và tên lửa cũng như nỗ lực thử nghiệm hệ thống phòng không của Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh ISVK có trụ sở tại Washington cho hay trong một đánh giá. Ngoài ra, Nga cũng tích trữ nhiều loại tên lửa với các kích cỡ khác nhau. ISVK cũng nhận định trong khi Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm áp đảo phòng không Ukraine và làm suy yếu tinh thần chiến đấu của nước này, thì dự trữ tên lửa và UAV cũng như tốc độ sản xuất hiện tại không cho phép Nga tiến hành tấn công tên lửa quy mô lớn thường xuyên, nhưng có thể cho phép các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được thực hiện liên tục hơn. Sau những cuộc tấn công gần đây nhất, có vẻ như Nga đang sử dụng tên lửa nhanh hơn khả năng thay thế chúng. Cũng theo ISVK, những báo cáo mới cho thấy Nga đã và tiếp tục đầu tư lớn vào khả năng sản xuất tên lửa. Mặc dù lệnh trừng phạt phương Tây từng tác động phần nào đến ngành công nghiệp quốc phòng Nga, nhưng có vẻ hiệu ứng ban đầu đã mất đi. Có hai điều đang diễn ra hiện nay, một là Nga đã huy động ngành công nghiệp quốc phòng cho sản xuất thời chiến, một nỗ lực mà các quan chức phương Tây gần đây thừa nhận họ đã đánh giá thấp. Hai là phương Tây cho rằng Triều Tiên và Iran đang hợp tác chặt chẽ với Nga và ủng hộ nỗ lực tiến hành chiến dịch quân sự của nước này. Các chuyên gia trước đó cho rằng Nga đã tăng cường sản xuất đạn dược tầm xa cùng với các loại vũ khí và hệ thống khác. Justin Bron, một chuyên gia tại Russia gần đây cũng đưa ra đánh giá tương tự, cho rằng Nga đã dịch chuyển sang kinh tế thời chiến. Trong phần lớn thời gian của năm, lực lượng Nga ở Ukraine đã phải chịu tình trạng thiếu hụt đáng kể phương tiện, vũ khí và trên hết là đạn dược. Chuyên gia này nói, song tiết lộ từ mức đạn dược thấp vào mùa xuân, tình hình cung cấp quân sự của Nga đã dần được cải thiện việc Nga đầu tư vào sản xuất đạn dược đã khiến các quan chức Ukraine lo ngại, đặc biệt giữa bối cảnh cuộc tranh luận ở phương Tây về các gói hỗ trợ tương lai dẫn đến những căng thẳng về phòng thủ, vũ khí và nguồn lực hiện tại. Một chuyên gia nhận định với Business Insider rằng Nga có lẽ đang cố gắng làm cạn kiệt hệ thống phòng không khi việc bổ sung của Kiev bị đe dọa. Những cuộc tấn công gần đây của Nga đã cho thấy sự dịch chuyển về chiến lược. Bộ này đánh giá, Nga đã đảm bảo một tỷ lệ đáng kể trong kho tên lửa hành trình phóng từ trên không và tên lửa đạn đạo mà họ đã xây dựng trong những tháng gần đây, nhưng cũng lưu ý rằng các mục tiêu đã thay đổi. Theo Bộ Quốc phòng Anh đánh giá, các cuộc tấn công gần đây chủ yếu nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Những chiến dịch mới này cho thấy sự thay đổi tạm thời trong việc sử dụng các cuộc tấn công tầm xa của Nga. Các nhà hoạch định Nga gần như chắc chắn đã nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lực công nghiệp quốc phòng khi họ chuẩn bị cho một cuộc xung đột kéo dài.